chiều 17 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh sinh năm 1982, ngụ xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An, 3 tháng để điều tra. Bị can Trương Châu Hữu Danh bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Được biết, trước đây, Trương Châu Hữu Danh từng làm việc tại nhiều tờ báo, sau đó nghỉ và làm việc cho một tờ tạp chí về lĩnh vực công nghệ. Tiếp đó, Trương Châu Hữu Danh này trở thành một trong nhiều KOL trên mạng xã hội Facebook và là thành viên chủ chốt trong nhóm Bạn Hữu Đường Xa xuất hiện ở những điểm nóng và tự nhận mình là chống BOT bẩn. Ngoài ra, Trương Châu Hữu Danh còn là thành viên sáng lập nhóm Báo Sạch trên mạng. Lợi dụng sự nổi tiếng của mình, Trương Châu Hữu Danh có nhiều bài viết chống phá nhà nước đăng trên Facebook của mình. Theo cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Cần Thơ, việc bắt tạm giam bị can Trương Châu Hữu Danh có sự phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.